Doing cao kê trị giá 31 triệu anh em nhé. Sử dụng đều là những cái thiết bị và quan trọng nhất là sử dụng đều đồng bộ của lợi ích anh em nhé. Con vang T10, con này chỉnh tay cực kỳ mượt và tiếng hay như vang số luôn anh em nhé. Con này là con vang cơ lai số và tiếng cực kỳ hay luôn. Sử dụng một đẩy HD 4.10 anh em nhé. 4.10 với công suất là 1000W một kênh. Mỗi kênh của nó là 1000W anh em nhé. Mỗi kênh là 1000W. Thì anh em có thể chơi những đôi full 30-40 ngon lành anh em nhé. Và ở đây em đang đánh một kênh đấy, một quả súp 40. Rất là hay. Con này tiếng cực kỳ đẹp anh em nhé. Tiếng nét căng luôn anh em nhé. Tiếng nét căng như Sony luôn. Và một cái màn hình hiển thị tốc độ quạt này, vôn điện áp đầu vào này, nhiệt độ này, chế độ đánh anh em nhé. Nói chung là đây là một trong những cái cục đẩy mà khẳng định với anh em là tiếng của nó rất là hay. Tiếng rất là hay, êm anh em nhé. Êm hay. Và giá của nó rất là hợp lý anh em nhé. Giá của nó hiện tại đang là 9.500.000 đồng. Và con lọc nguồn đây, khi anh em mua một bộ cấu hình này, em sẽ tặng anh em một con lọc nguồn P10. Giá của nó hiện tại đang là 1.800.000 anh em nhé. Giá rất là cao nhưng mà bên em tặng khi anh em mua cái đồng bộ này anh em nhé. Một con vang như em nói rồi, delay RL của nó rất là mạnh anh em nhé. Repeat, reverb anh em nhé, có reverb. Đó, chỉnh bass chép của effect này, chỉnh EQ của nhạc này, EQ của mic này, chỉnh súp luôn anh em nhé. Và súp con này thì mic sẽ không lọt xuống súp anh em nhé. Mic sẽ không lọt xuống súp và tiếng súp của nó rất là hay anh em nhé. Có đầy đủ các như là USB, Bluetooth, cổng quang đầy đủ luôn anh em nhé. Và giá của nó là 2.400.000 đồng. Một con mic Crew 7525 mã. Bộ mic này thì quá quen thuộc với anh em rồi. Giá của nó là 2.600.000 anh em nhé. Đấy, đồng bộ lợi ích chỉ với là đây là dàn máy. Đó anh em nhá, chỉ với 31 triệu thôi. Súp ở đây em sử dụng con súp 40 TVK15. Đó, S giá hiện tại là 6.500.000. Với cái con súp này để anh em đánh tốt cho những căn phòng tầm 30 đến 40 mét vuông anh em nhá. Loa thì đó. Loa thì ở đây em sử dụng loa lắc 12, cặp loa rất là chất lượng và những cái bộ cấu hình trên dưới 30 triệu em hay ghép anh em nhé. Trên dưới 30 triệu là em hay ghép cái cặp loa này, nó cho ra cái chất âm rất là hay. Lưu ý cho anh em nhé, nó tuy là giá là rất bình dân nhưng sử dụng chép như con chép của S12 là dòng cao cấp, sử dụng chung chép anh em nhé, chung củ chép nên là tiếng rất là hay. Đó, giá của nó là 10 triệu một cặp anh em nhé. Đó, với cái cấu hình này thì anh em có thể là tham khảo. Đó, và anh em có thể lựa chọn. Giá chọn bộ là 31 triệu anh em nhé. 31 triệu. Và bây giờ em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe, anh em cảm nhận cái chất âm của nó anh em nhé. Cảm nhận cái chất âm. Đó, thì anh em có thể cảm nhận được. Đó. Mọi cái chi tiết mua hàng anh em liên hệ với hai số bên dưới. Đó, chọn bộ là 31 triệu và tặng một quản lý nguồn trị giá 1.800.000 anh em nhé. Anh em tham khảo. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm. Ngày ngày anh xa thăm em, nhà em bên tớ anh ở bên bồi. Cầu đợi cầu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông im bóng chẳng hề. Một câu vì anh trao đưa câu vì em thương. Cù sẵn cù khoái vô hối chắc mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh con đội bên sông, con lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm hàng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong. Rằng anh nó về
ơi cầu vì anh trao vô xuân anh chờ lại em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa quên đâu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trăng lên. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.